Câu hỏi số 33 kiểm tra các bạn kiến thức về mạo từ. Chúng ta thấy ở đây là có colleges and universities, colleges các trường cao đẳng và các trường đại học, được chưa? Trước colleges và universities thì chúng ta không dùng the. Đó. Rồi phần sau thì sao? Education, sự giáo dục, đây là một danh từ trừu tượng. Danh từ trừu tượng các bạn hiểu nôm na là những cái danh từ mà những cái thứ mà chúng ta không thể nào tiếp xúc bằng giác quan đó các bạn, không thể sờ mó cầm hay là ngửi hay là nhìn thấy hay là nếm được, đúng không? Mà chúng ta có một cái định nghĩa nó trong đầu nhưng mà chúng ta không thể cảm giác bằng giác quan được, thì đó là những danh từ trừu tượng. Và trước danh từ trừu tượng thì chúng ta không dùng mạo từ the. Vì vậy cho nên câu 33 chọn A. Colleges and universities are the main institutions that provide tertiary education. Các trường cao đẳng và các trường đại học là những tổ chức chính cung cấp giáo dục bậc đại học. Tertiary education tức là giáo dục cấp bậc đại học cao đẳng, đúng không? Câu 34 các bạn sẽ tìm lỗi sai. Câu này quá dễ đối với các bạn, đúng không? Khi mà chúng ta thấy là hardly thì sẽ đi với gì? When. Còn no sooner thì mới đi với than. Vì vậy cho nên 34 chọn B. Mình sẽ sửa than thành là gì? Thành gì các bạn? Thành when. Đó. Hardly when. Còn no sooner sẽ đi với than. Mình có cái cấu trúc hardly when, có nghĩa là ngay khi thì, ngay khi gì gì đó thì, cái chuyện gì xảy ra. Hardly had he entered the room when all the lights went out. Ngay khi anh ta đi vào phòng thì tất cả cái bóng đèn đều bị tắt. Được chưa? Ở đây là ngay khi thì. Và nhớ là sau hardly thì mình phải đảo ngữ các bạn. Nha. Câu 35. Điền từ. Tôi đưa cho người bồi bàn một cái tờ 50 đô và chờ 3 chấm. Chờ cái gì? A. Sự cung cấp. B. Tiền lẻ. C. Giá trị. Và D là tiền mặt. Đó, khi biết nghĩa thì các bạn sẽ điền gì đấy các bạn? Câu B. Change. Tiền lẻ. I gave the waiter a $50 note and waited for my change. Đó. Tôi đưa cho người bồi bàn một cái tờ 50 đô và chờ tiền lẻ. Question number 36. The word it refers to A. Farce. B. Dialogue. C. Balloon. D. The yellow kid. Câu hỏi số 36. Từ it ám chỉ A. Trò hề. B. Đoạn hội thoại. C. Bong bóng. Mà cái quả bóng các bạn, bóng bay á. Và D là the yellow kid. Bây giờ mình sẽ quay lại bài đọc tìm từ it và đọc thông tin ở phía trước nó. Vậy thì từ it nằm ở đâu các bạn? Các bạn sẽ quan sát đoạn văn số 2 từ trên xuống dưới. Được chưa? Thấy đoạn văn số 2 rồi. Bây giờ mình sẽ nhìn đoạn văn đó, nhìn từ cuối lên trên, từ dưới lên trên. Thì các bạn sẽ thấy dòng số 2 đó. Dòng số 2 từ dưới lên trên, các bạn sẽ thấy được từ it. Được chưa? And it. Và mình sẽ đọc từ chỗ the yellow kid, bởi vì trong đáp án nó có đề cập tới từ này. Mình đọc từ cái chỗ này cho tới chỗ it. Các bạn thấy rằng là The Yellow Kid ở nhiều góc độ, ở nhiều khía cạnh thì đó là một tác phẩm tiên phong. Những cái đoạn hội thoại bằng tranh của nó là của ai đây các bạn? Của The Yellow Kid, được chưa? Những cái đoạn hội thoại bằng tranh của nó là một cái câu chuyện hài hước, thành thị rất là nghiêm ngặt. Đó. Rồi 3.3.3. Và nó là cái gì đây? Cái này là của nó. Và bây giờ là nó. Vậy nó ở đây sẽ là The Yellow Kid, được chưa? Và nó giới thiệu những cái quả bóng lời thoại bên trong giải mẫu truyện tranh và thường được đặt trên đầu của nhân vật. Các bạn thấy các truyện tranh trong báo đó các bạn, trên đầu các nhân vật thì có những cái hình quả bóng mà có lời thoại bên trong đó. Vậy câu 36 chọn D. Từ it đó ám chỉ là the yellow kid. Question number 37. Why does the author mention Joseph Pulitzer and William Randolph Hearst? A. They published cosmic strips about the newspaper war. B. They established New York's first newspaper. C. Their comic strips are still published today. D.
They own major competitive newspapers. Câu 37. Tại sao tác giả lại đề cập tới Joseph Pulitzer và William Randolph Hearst? Bởi vì A. Họ xuất bản những cái mẫu truyện tranh về chiến tranh báo chí. B. Họ thành lập cái tờ báo đầu tiên của New York. C. Những mẫu truyện tranh của họ vẫn được xuất bản cho tới ngày hôm nay. Và D. là họ sở hữu những cái tờ báo có tính cạnh tranh chính. Đối với câu hỏi số 37, tại sao tác giả lại đề cập tới Joseph Pulitzer và William Randolph Hearst, thì các bạn sẽ đi tìm cái gì trong bài các bạn? Chúng ta sẽ đi tìm cái tên riêng nha, Joseph Pulitzer và William Randolph Hearst, và đọc thông tin về hai người này nha. Rồi, vậy thì các bạn sẽ thấy tên của hai cái nhân vật đã xuất hiện ở đâu các bạn? Xuất hiện ngay trong đoạn văn thứ nhất của bài luôn nha. Mình sẽ tiến hành đọc những câu nào mà có chứa tên hai nhân vật này thôi. Câu thứ nhất là mình sẽ đọc từ the first, được chưa? Và đọc hết cái đoạn văn này luôn, đọc xuống hết luôn. Mẫu truyện tranh đầy màu sắc đầu tiên xuất hiện vào tháng 1 năm 1894 trong tờ Thế giới New York, sở hữu bởi Joseph Pulitzer. Tiếp theo là gì? Cái bản bổ sung truyện tranh đầy màu sắc hàng tuần đều đặn đầu tiên, tương tự như là những trò vui ngày chủ nhật của ngày hôm nay, xuất hiện 2 năm sau đó trong cái tờ báo đối thủ của New York, đó là tờ Morning Journal, tờ nhật báo buổi sáng, sở hữu của William Randolph Hearst, được chưa? Vậy đọc tới đây thì mình sẽ thấy là ông Joseph Pulitzer và ông William Randolph Hearst là hai ông sở hữu hai tờ báo lớn và là đối thủ của nhau. Câu 37 chọn D. Họ sở hữu những cái tờ báo cạnh tranh lớn. Question number 38. The word incorporate it closes in meaning to A. Combine, B. Create, C. Affect, D. Mention. Câu 38 hỏi là cái từ incorporate gần nghĩa nhất với từ nào? A là kết hợp, B tạo ra, C ảnh hưởng và D là đề cập tới. Vậy thì cái từ incorporate này có nghĩa là kết hợp các bạn. Nhưng từ này cũng khá là hay gặp. Và nó sẽ đồng nghĩa với từ combine, kết hợp. Question number 39. According to the passage, the yellow kid was the first comic strip to do all of the following except A. Feature the same character in each episode. B. Appear in a Chicago newspaper. C. Include dialogue inside a balloon. D. Characterize city life in a humorous way. Câu hỏi số 39. Theo như đoạn văn thì The Yellow Kid là cái mẫu truyện tranh đầu tiên thực hiện tất cả những điều sau đây ngoại trừ. Có nghĩa là gì các bạn? Theo như đoạn văn thì Yellow Kid không làm điều gì. Được chưa? Mình sẽ có bốn đáp án. A. Có cùng nhân vật trong mỗi tập. Tức là tập A, tập 1, tập 2, tập 3, tập 4 đều có cùng một nhân vật. Câu B là xuất hiện trong một cái tờ báo của Chicago. Câu C. Có bao gồm cái đoạn hội thoại bên trong một cái bong bóng. D. Thể hiện cuộc sống ở thành phố theo một cách rất là hài hước. Câu hỏi số 39 cô nhắc lại một lần nữa. Dựa theo đoạn văn thì The Yellow Kid là mẫu truyện tranh đầu tiên thực hiện tất cả những điều sau đây loại trừ. Vậy thì mình xác định cái từ khóa trong câu số 39 là từ gì đấy các bạn? Mình sẽ tìm Yellow Kid, được chưa? Mình quay lại bài đọc tìm từ Yellow Kid và xem là nó đã làm được cái gì rồi. Các bạn quan sát ở đoạn văn số 2, được chưa? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy dòng số 2 nó xuất hiện từ Yellow Kid. Các bạn tiến hành đọc thông tin. Đó, The Yellow Kid là cái nhân vật truyện tranh liên tục đầu tiên ở Hoa Kỳ. Rồi, vậy cái ý đầu tiên đó là nó có cùng một nhân vật trong nhiều tập truyện là chính xác. Bởi vì đó là nhân vật truyện tranh liên tục các bạn, đúng không? Vậy một cái nhân vật nó xuất hiện trong nhiều tập. Rồi, cái câu bên dưới nữa nè. Đoạn hội thoại truyện tranh của nó thì là một cái trò hề thành thị vui nhộn, vân vân. Rồi, ý sau nữa là nó giới thiệu cái quả bóng lời thoại bên trong mẫu truyện tranh thường được đặt trên đầu các nhân vật. Vậy câu C và câu D đúng này các bạn. Đó.
City life, ở bên kia người ta sẽ dùng từ urban. Urban là đô thị ha, ở đây người ta dùng city, người ta chỉ đổi cái từ lại thôi nha. Vậy câu 39 mình sẽ chọn B. Chúng ta có từ strictly, một cách nghiêm ngặt. Question number 40. What does the passage mainly discuss? A. The differences between early and modern comic strips. B. Features of early comic strips in the United States. C. The effects of newspapers on comic strips stories. D. A comparison of two popular comic strips. Câu hỏi số 40, đoạn văn chủ yếu thảo luận về cái gì? A là những sự khác biệt giữa những mẫu truyện tranh ban đầu và truyện tranh hiện đại. B, những đặc điểm của những cái mẫu truyện tranh ban đầu ở Hoa Kỳ. C, những tác động của báo chí lên những câu truyện tranh. D, sự so sánh giữa hai loại truyện tranh phổ biến. Các bạn quan sát câu đầu tiên, truyện tranh hiện đại xuất hiện bắt đầu như là đạn dược trong cái cuộc chiến tranh báo chí giữa những gã khổng lồ của báo Mỹ ở cuối thế kỷ thứ 19. Vậy ngay từ câu đầu tiên người ta đã miêu tả cái truyện tranh giống như là cái gì đó. Sau đó người ta nói là nó những cái mẫu truyện tranh đầu tiên thì xuất hiện vào ngày tháng năm nào, sau đó cái bản bổ sung thì xuất hiện như thế nào. Rồi đoạn dưới này, cả hai đều rất là phổ biến, đều cực kỳ phổ biến. Còn đoạn 3 thì sao? Mẫu truyện tranh đầu tiên kết hợp tất cả các yếu tố. Thì các bạn thấy những cái câu đầu dòng của những đoạn như vậy, nói như vậy thì có phải là nói tới các đặc điểm của truyện tranh không? Đang miêu tả nó, đúng không? Vậy câu 40 chọn B, các đặc điểm của những mẫu truyện tranh sớm ở Mỹ. Câu 41 mình chọn A, mình có một cái thành ngữ đó là has a long face, tức là mình không dịch là có một khuôn mặt dài, mà ý ở đây là có một cái khuôn mặt buồn rười rượi. Khuôn mặt buồn thì nó sẽ dài thượt và nhìn nó rất là thê thảm, phải không? Jim usually looks happy, but today he has a long face. He must have had a quarrel with his best friend. Jim thường rất là trông rất là vui vẻ, nhưng mà hôm nay cậu ta nhìn mặt cậu ta buồn thời thượng, buồn rười rượi, buồn gọi như thế nào các bạn, cực kỳ buồn. Cậu ta chắc là đã cãi nhau với bạn thân của cậu ta đấy, chắc hẳn là cậu ta đã cãi nhau. Ở đây mình sẽ có cấu trúc must have cộng với cột số 3, mình suy đoán một cái điều gì đó nha. Mình có một số từ vựng, đó là expression, là sự biểu đạt. Chin là cái cằm, nose, cái mũi,